Chúng ta xin kính chào cha ban chấp hành đoàn thanh niên
Xin biết cha những người này có mặt tư thắng thể hiện lòng tri ân của chúng con cũng như là vô hình. Thank you.
Thế cho bác hát hay quá, thì phải nói. Chứ là bác đang cho bác cho bác nha. Tuổi xuân cao khát tình thi chúa, ba ngôi tràn đầy phúc thánh ân. Chúng ta thấy cái câu liễn ở trên cung thánh. Nhất là cái chủ đề của năm nay là quan tâm đến các giới trẻ. Bởi vì giới trẻ ngày hôm nay đang vun làm truyền kinh rất nhiều. Giới trẻ ngày hôm nay dường như đam mê công việc, đam mê thú vui của trần gian mà quên mất đi một điều thiêng liêng, đó là hồng ân của Thiên Chúa. Chủ đề hôm nay cũng nhắc mỗi người chúng ta hãy quan tâm đến đời sống đức tin nhiều hơn. Đặc biệt là ngày 1 Tết này, thực tế là những rất nhiều bà con đi làm ăn xa trở về quê hương của mình. Sẵn dịp đây tôi cũng nhận định một vài điều, tức là đa số không phải là hết nhưng mà phần lớn nhiều người đi làm đều không đức tin. Có nghĩa là vì con không việc làm, vì công ty hay vì lý do nào đó, vì xa nhà thờ đi sau đó, do đó về trễ đời sống đạo đức rất nhiều. Rất nhiều người bỏ nhà thờ về chiến dịch. Và chúng ta nhớ rằng cuộc đời chúng ta mất Chúa và chúng ta không có gì hết. Do đó chúng ta đi làm ăn xa, chúng ta phải càng nhớ đến Chúa nhiều hơn, càng quan tâm đời sống đức tin nhiều hơn. Trước tiên là để cho chính bản thân của chúng ta, sau đó cho con cháu của chúng ta, những người thân của chúng ta hiểu niềm tin nữa. Do đó xin được nhắc cho mọi chúng ta, chúng ta chủ đề sống hôm nay là quan tâm đến những người vụ lại đời sống đức tin, đến các bạn trẻ, những người đang làm xa, chúng ta cầu nguyện cho nhau, học thức cho nhau, một ngày xuôi được nhiều ở lại của Chúa, được nhiều phúc đức, nhưng tâm nhận đó cũng nhiều thánh thân, nhiều lòng cảm thương và sự chúc nhau năm mới và sự yêu yêu. Và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho em.